thì anh là giám đốc hợp tác xã, tôi được biết anh là giám đốc hợp tác xã Lôi Vân Trà. Năm nay anh làm cái mô hình trình diễn về cái công nghệ Global Check, là một cái giải pháp bao gồm giống, phân bón và dùng công nghệ máy bay không người lái cũng như là máy cấy gắn thiết bị không người lái để làm cái mô hình GS999 này. Thì qua một thời gian thực hiện đến giờ phút này là hơn 3 tháng thì đã có kết quả rồi. Thì vậy thì anh đánh giá như thế nào về cái mô hình GS999 này? Đối với cái mô hình này thì đây là cái vụ đầu tiên mà chúng tôi đưa vào sản xuất cái giống GS99. Hai nữa là áp dụng các cái công nghệ trong sản xuất. Thế thì đến thời điểm này để mà nói thì khi mà áp dụng cái công nghệ vào trong cái sản xuất thì đây nó là một cái hướng đi mới, và chúng tôi cho rằng là về cái tương lai lâu dài thì nó sẽ mang lại hiệu quả rất là cao. Với cái lý do là hiện tại thì cái việc mà lao động để làm chân tay hiện nay thì đối với cái nguồn lao động để mà tập trung cho cái sản xuất nông nghiệp thì hiện nay là cũng đang đi làm các cái công ty nhà máy xí nghiệp rất là nhiều. Cái phần đa thì cũng những cái nguồn lao động chỉ là những cái người trung tuổi. Chính vì vậy nên là cái việc áp dụng các cái công nghệ vào trong sản xuất là tôi cho rằng tương lai nó sẽ là mang lại hiệu quả đối với cái sản xuất nông nghiệp. Trình anh làm ấy thì cái máy cấy không người lái anh thấy đánh giá ra sao nếu như mà đưa cái ứng Nói dụng chung máy cấy không người là lái? nếu như mà áp dụng được mà cái ứng dụng cái thiết bị mà không người lái vào trong cái các cái khâu sản xuất thì chúng tôi thấy rằng là so với cái công của người điều khiển trực tiếp thì nó hiệu quả hơn, bởi vì Nó giảm hơn không? giảm hơn, bởi vì tôi tính rằng bây giờ ví dụ chẳng hạn như là một ngày công của người lái máy cấy thì chắc là nó cũng phải rơi vào khoảng 500 nghìn trên trên một người trên một ngày đấy. Vậy nhưng mà nó có cái hay hơn cái là nếu như mà sử dụng người lái thì đương nhiên là phải hai người ở trên máy thì mới sử dụng được một một cái máy cấy, nhưng sử dụng cái thiết bị này rồi thì chỉ cần một người bỏ mạ lên và ở trên chỉ có điều khiển mạ cho máy cấy thôi thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ hiệu quả hơn so với lại cái sử dụng người để lái máy. Vừa rồi các anh là cái này là cấy bằng cái máy cấy không người lái thì anh đánh giá thực tế luôn. Đấy, thực tế nhưng mà rồi chúng tôi thấy rằng là vì là đây là nó là cái lần đầu mà chúng tôi thấy rằng so với cái lái kia thì trước đây thì ở các cái đơn vị khác thì người ta dùng là bằng cái máy cấy là do người lái, thì chúng tôi cũng có được đi tham quan cũng được được nhìn thấy tận mắt rồi thì thấy rằng là áp dụng cái công nghệ này vào thì sẽ hiệu quả hơn là so với cái người lái thông thường. Còn cái máy bay không người lái mà anh dùng phun thuốc ấy, thì anh đánh giá thế nào? Đối với máy bay để phun thuốc thì chúng tôi cũng thấy đây đó là một cái giải pháp rất là hiệu quả để áp dụng vào cái sản xuất nông nghiệp. Đấy, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã áp dụng vào để phun thuốc phòng trừ cái sâu bệnh ở cái vụ đông xuân năm 2024. Đặc biệt thì hợp tác xã chúng tôi thì cũng đã mua một cái máy thì thôi bước đầu thì đưa Alo. vào thì người dân đánh giá rất là cao Đi về về cái vị cái trí chú cậu gửi đấy nhé. hiệu quả của nó. Cái thứ nhất là giảm được cái chi phí của cái Đi về cái vị trí cậu gửi đấy công nhé. cái người Đi. phun. Cái thứ hai nữa là về cái môi trường thì đảm bảo sẽ hơn, bởi vì trong cái quá trình mà sử dụng máy bay phun thì thuốc thì hợp tác xã hoặc là người phun thì người ta sẽ chủ động là tất cả các vỏ bao vỏ thuốc là đều gom lại và để xử lý để đảm bảo nó không ảnh hưởng đến môi trường, không như là mình đi phun tay của các cái hộ nông dân thông thường ở trên địa bàn hợp tác xã.